Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình vừa bắt được tổ chim cào mào non các bác ạ. Mới về nhưng mà được tuần rồi, nhưng mà thuần á các bác này, nhìn thấy đói không? Mổ ngay, tương tức. Bọn này cho ăn nuôi biết dễ lắm các bạn. Cho ăn cám biết các thứ rồi. Mình bắt được một tổ này, bắt được cả con mẹ rồi nhá. Con mẹ thì cho đi bẫy rồi. Đây còn ba chú chim non. Bọn này ăn kinh lắm các bạn. Đây tổ nó đây các bạn. Đây ba chú chim non thấy không các bạn. Đây là cám cho chim. Đấy, chim này thuần chưa các bạn. Nuôi non từ bé này thuần lắm các bạn. Bọn này cho giờ cho cái gì ăn. Các bác có gì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em nhé. Có gì em sẽ làm video ra tiếp theo các bạn. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào tất cả các bạn nhé.